Khán giả, vào giờ phút này chắc chắn mọi con phố, mọi nẻo đường đều trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Và niềm hạnh phúc, niềm vui mà chúng ta đang cùng chia sẻ, lan tỏa với nhau càng trở nên ý nghĩa hơn sau tất cả những khó khăn chúng ta đã trải qua trong đại dịch Covid-19.